những tư dục hay ham muốn cá nhân trong tiềm thức của mình vốn dĩ vẫn có thể kéo dài từ nhiều đời kiếp trước cho đến hiện tại. Bên cạnh đó, các Onze trái chủ cũng theo mình ở dạng oán khí trong tiềm thức. Rồi mình tiếp xúc trong môi trường có năng lượng tiêu cực, mang dáng dấp, hình ảnh bậy bạ do người khác đã nghĩ tưởng tới và phóng ra môi trường ấy. Cả ba yếu tố trên khi đủ duyên có thể trở thành ma chướng của hành giả khi công phu. Cụ thể hơn, khi đọc kinh trì chú, thì tới một từ hoặc một hình tượng nào đó, thì tâm trí tự động chuyển thành những lời hoặc hình ảnh bậy bạ, thô tục, đặc biệt là những từ có phát âm gần giống với những từ bậy bạ vốn có trong tâm trí mình. Việc này tưởng nhỏ nhưng có thể để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Nhẹ thì khiến mình cảm thấy tội lỗi, thấy mình như một con quỷ dơ bẩn vậy. Còn khi mặc kệ những từ ngữ, hình ảnh bậy bạ ấy, tìm cái khác để nhìn, để nghĩ, vẫn có thể tiếp tục công phu, nhưng mình sẽ rất nhức đầu. Nặng hơn nữa, nếu không vững tâm trước ma chướng ấy, mình có thể bị lạc tâm, lạc đạo, sa đọa trong những tư tưởng bậy bạ, tiêu cực lúc nào chẳng hay. Cách giải quyết đó là quan sát nội tâm mình có tập niệm như thế không? Mình có thật sự có những ham muốn như thế với người, vật xung quanh mình không? Nếu có thì mình phải có cách sửa mình, sao cho dứt nghiệp bất thiện ấy. Sau đó xét về ngoại cảnh, liệu người, vật mà mình tiếp xúc có dạng năng lượng tiêu cực như thế không? Nếu có thì mình cần hạn chế tiếp cận, không nghe, nhìn họ. Thay đổi sự chú ý, tập trung xua đuổi năng lượng tiêu cực đó đi một cách mãnh liệt theo thời gian, dần nó sẽ hết.